Với vị trí địa lý đặc biệt, dịch vụ Logistics Việt Nam được xác định là một trong những ngành quan trọng trong cơ cấu tổng thể nền kinh tế quốc dân, đóng vai trò hỗ trợ, kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của cả nước, cũng như từng địa phương, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Tại hội thảo, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Logistics do Báo Công Thương phối hợp với Cục Xuất Nhập Khẩu, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức, các đại biểu đại diện của các tổ chức kinh tế, thương mại, các tập đoàn, tổng công ty, các doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu Logistics, v.v. đã tập trung đi sâu vào thảo luận các chủ đề phát triển dịch vụ Logistics thành một trong ngành dịch vụ đem lại giá trị gia tăng cao, hạ tầng giao thông vận tải và công nghệ trong Logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Logistics, phát triển các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Logistics về số lượng, quy mô, trình độ nhân lực, có năng lực cạnh tranh cao ở thị trường trong nước và quốc tế, v.v. Được biết, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, dịch vụ Logistics Việt Nam phấn đấu đến năm 2025, tỷ trọng đóng góp của dịch vụ Logistics vào GDP đạt từ 5 đến 6%, tốc độ tăng trưởng dịch vụ Logistics đạt đến 20%, tỷ lệ thuê ngoài dịch vụ Logistics đạt từ 50 đến 60%, chi phí Logistics giảm xuống tương đương 16 đến 20% GDP. Xếp hạng theo chỉ số LPI trên thế giới đạt từ 50 trở lên. Do vậy, hội thảo là một trong những sự kiện xúc tiến thương mại thiết thực, góp phần giúp ngành Logistics Việt Nam từng bước đạt được mục tiêu đã đề ra.